Dạ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Thì bây giờ đây chúng ta nhìn thấy là nếu như chúng ta đang là xài về văn phòng, chúng ta đang là học sinh hay là sinh viên và chúng ta hay phải đi lại, chúng ta hay phải di chuyển, chúng ta đang cần một cái máy phải là gọn và là nhẹ 1,3 kg. Thì ở đây mình sẽ review một dòng máy mà coi như là một dòng máy mà được coi khá là bền và mẫu mã thiết kế là chúng ta nhìn thấy không, đẹp không các bạn, khá là đẹp đúng không? Đó, thiết kế đây từng góc cạnh một các bạn sẽ nhìn thấy là đẹp hình dáng một cái máy mà coi như là sao các bạn, với màn hình full HD thấy chưa, full HD với tấm nền IPS đây ha. Và cái nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là có về cảm ứng đó, chúng ta hay phải là phải di chuyển tới di chuyển lui và làm sao phải có máy cảm ứng. Cảm ứng này nhiều bạn có đặt câu hỏi là liệu cái bảy màn hình cảm ứng này nè có bền hay không. Thực sự đây là cái nền, là nền sao các bạn, nó đạt được qua những tiêu chuẩn gọi là 810G là của là bên tiêu chuẩn quân đội ha. Thì đây là hôm nay mình sẽ review dòng máy này và mình gửi về cho một vị khách hàng và anh Huy dẫn là đang ở Hà Nội, anh có yêu cầu là review dòng máy này và gửi về cho anh. Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp mình quay và mình gửi về cho anh trên đây đó. Dòng máy về như là chúng ta nhìn thấy là rất là chắc chắn trên đây ha, mẫu mã đẹp và cái nữa là nhìn còn khá là mới. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết đây, mời các bạn cùng xem nha. Đây các bạn, về trên xuống dưới chúng ta nhìn thấy đây là hợp kim nhôm maze với một cái tấm này gọi là sờ rất là êm ái, cảm giác rất là đẹp, với một cái logo màu đen các bạn nhìn thấy không, logo màu trắng tới tấm nền màu đen, logo đeo ha. Trên đây ở chúng ta nhìn từ trên và chúng ta nhìn xuống dưới đây, cảm giác là sao các bạn, máy rất là đẹp đúng không. Về độ dày máy này thì thực sự là được gọi là mỏng hay không cũng không, mình đánh giá là cũng không được gọi là quá mỏng ha, tại lý do là dòng này nó gọi là thiên về độ bền, độ chắc đó, nhưng mà nếu gọi là dày cũng không quá dày thấy chưa. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nè, dòng máy mà có nghĩa là sao các bạn, có về những cái cổng nè, những cổng kết nối trên đây rất là tiện lợi trên đây ha. Bây giờ mình sẽ đưa ra những cái cổng kết nối cho chúng ta xem. Ở đây, đây thưa các bạn, đây là vị trí về đất sạc nè, TC nè, HDMI nè, xuất ra 4K nè, TC này cho được qua HDMI, qua được Vega, qua được USB, chuyển qua rất nhiều cổng trên đây ha. Đó, hoặc là chúng ta nhìn thấy là gì đây, hai cổng USB, USB 3.0. Đó, thấy chưa, rất là tuyệt vời đúng không? Và cái nữa là chúng ta nhìn thấy về phía trước đây, phía trước này nó có một cái đường lượn này, chúng ta thấy chúng ta mở lên mở xuống này nó rất là tiện lợi nè. Đó, về dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là hình dáng nè, hình hài của nó đây đẹp đúng không. Rồi về phía bên hông bên đây các bạn sẽ nhìn thấy về dòng máy nè, đây mình sẽ đưa ra nè, thưa các bạn sẽ nhìn thấy gì đây, nó có sẽ có được cái cổng nè, vị trí chống mất trộm nè, len gigabit nè. Đó, đây là cổng USB 3.0, đọc và ghi nhanh gấp 10 lần so với cổng 2.0. Đó, đây là vị trí thẻ nhớ, đây là vị trí gắn về sim 4G nha, mic và rắc tai nghe nằm ở đây 3.5. Chúng ta học online thì chắc chắn là chúng ta rất là tiện về dòng này ha. Đây, sống lưng được mạ chrome nhôm maze trên đây. Bây giờ mình sẽ mở vào trong và chúng ta xem về phía bên trong nó sẽ như thế nào về bàn phím. Và dòng máy này thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó có về gì đây, có về các bạn sẽ nhìn thấy có về vân tay luôn nè. Đây các bạn, nó có về bàn phím, tất cả cái phím này gõ rất là sướng, cảm giác rất là êm ái. Và dòng máy chúng ta sẽ nhìn thấy đây, phím mà có phím LED nè, phím này gần như là máy này dòng gần như là full chức năng hết luôn, màn hình full HD có cảm ứng, rồi phím LED đó, những cái phím là rất là to gọn ha. Đây trên bàn phím nè, túi bét này các bạn xin thấy là cũng còn khá là đẹp đúng không, chuột pha trái phải nè, trên dưới nè, đây là vị trí vân tay nè, đó dòng latitude, thưa các bạn đây là màn hình cảm ứng nè, đó nhìn cảm giác gì nhưng mà rất chắc chắn. Đây là camera trên đây. Rồi bây giờ các bạn xin thấy về phía đằng sau, mình sẽ lật phía đằng sau để mời chúng ta xem. Thưa các bạn, đằng sau đây, đằng sau đây là dòng latitude và dòng đây là 7480. Và đối dòng này chúng ta nhìn thấy là có bản quyền của License Windows 10 bản Pro ha, 7480 đây.
Nếu như các bạn đi mua cái bản quyền này chắc chắn là phải mất hết tùy theo ha, 2-3 triệu gì đó, tùy theo. Đó, cao su. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là hốc thông gió nè, đẩy qua đây. Hai màn loa này vị trí về thông và của M2 SATA. SSD M2 SATA. Đó. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ bật máy lên. Máy có đèn led nè, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Nhìn từ trên chúng ta nhìn xuống dưới nè, thấy máy màn hình đẹp không các bạn? Với tấm nền IPS. Đó, Full HD. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ đây là mình sẽ mở về cấu hình, mời các bạn xem. Trên đây. Đây, cấu hình của máy đây. Cảm ứng mình đang xài cảm ứng thì tận dụng về cái cảm ứng ha. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là về CPU. CPU là Core i5 6300U 2GB4. Optu lên tới 3GB2. Nhiều bạn có hỏi về dòng như là 63 này liệu có xử lý và có tốt hay không, là chúng ta sử dụng như là có chạy được mượt hay không. Mình đánh giá trên đây là chạy rất là mượt nghe các bạn, chạy ổn định, khởi động nhanh với một cái SSD gọi là M2 SATA nên rất là tuyệt vời các bạn. Đó, RAM gần như là như những ai đang xài về dòng máy này đánh giá như là điểm coi như là khá là tốt. Đó, RAM 8GB có thể auto lên tới là 32GB RAM. Ổ cứng M2 SATA này, ổ cứng đang là Intel luôn nha các bạn. Đây, đây ổ này ổ xịn nè. Đó, Wi-Fi chuẩn AC 8265. Đây là Wi-Fi NAS, Wi-Fi thứ 5, một trong những dòng Wi-Fi gọi là gần như mới nhất hiện nay. Bluetooth, rồi GPU HD Graphics 520. Và cái màn hình các bạn sẽ thấy đây, màn hình của nó đang là màn hình Full HD, thấy chưa, 1920x1080 với tấm nền IPS. Chúng ta rê cảm ứng nè, thấy rê sướng các bạn, rất là tuyệt vời ha, không có gì để bàn hết. Thực sự đây mình xài cái như là mình rất là ưng ý về dòng máy như này. Bây giờ mình sẽ test thử là cổng USB nè, đó, thấy chưa, nhận nè. Tại đây mình gửi cho một vị khách, đó, nhận ha. Đây, vị khách đây, khách có yêu cầu là, đây là anh gì đây, anh Đặng Huy Dẫn nè, Ủy ban Nhân dân, coi như là Ủy ban Nhân dân xã ha, xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội. Anh cứ yêu cầu bây giờ thôi, giờ anh có đặt cọc, rồi xong rồi nhờ coi như là nhất vlog review và gửi về cho anh. Đó, thì hôm nay là mong rằng là clip này là các bạn là coi như là anh sẽ nhận là sớm nhất trên đây. Đó, thì đây là coi như là đỡ về test nè. Đây là mình sẽ test cho trên đây cho nhanh hơn xíu, các bạn thấy chưa. Vậy về như là chúng ta sẽ test về những cái chức năng khác. Ví dụ đây mình test về gì đây, test keyboard nè. Keyboard thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, test keyboard trên đây, thấy chưa. Đây là mình sẽ gõ nè, các phím nè. Các bạn nhớ là gõ những cái phím mà nó hiện lên như thế này là cái giờ phím đang tốt, khá là ok ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn, thấy chưa. Đó, thấy chưa, không có lỗi gì hết, phím ok hết. Rồi, bây giờ đây là mình sẽ test về gì đây, test mic nè. Đó, test mic online, các bạn sẽ click vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test gì đây, test camera. Các bạn vô webcam test mic đây, chúng ta nhấp vào đây, nó sẽ có là blow nè, cho phép cái ha. Rồi trên đây nè, từ từ sẽ cho phép. Camera cũng vậy, test camera đây, cho phép đây. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, sẽ gặp nhất vlog đây. Đây thưa các bạn, nhất vlog ha, nhất vlog xin kính chào các bạn. Thấy chưa, đó là về online. Tiếp mic thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, cho phép. Alo, thấy sóng nó nhật ra không? Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, test về hình ảnh. Hình ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, cho nên mình sẽ tắt đi. Test về mạng đi ha. Mạng thì các bạn sẽ vô Google gì đây. Đây, bây giờ mình sẽ test về Google đây. Đó, bây giờ coi là vô có internet được hay không. Thì các bạn sẽ vô đây nè. Đây, YouTube nè. Các bạn xem coi là, bây giờ các bạn gõ vô gì đây, nhất vlog. Đây ha, nhất vlog xin kính chào các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Thì hy vọng là coi như là những clip mà coi như là nhiều bạn sẽ có những thắc mắc, chúng ta có thể liên hệ là 0922 422 42. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của Nhất Vlog nha. Đây, thưa các bạn. Và trên đây thì các bạn sẽ thấy là USB đây. Đó,
Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, hình ảnh nè, chúng ta có thể test được trên đây, chương trình ha. Thì lúc này mình sẽ có về gì đây, test màn hình nè, click vào đây, đó, trắng nè, các bạn nhìn thấy màu trắng hết không? Trắng hết là đẹp hết, ok hết, thấy chưa? Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây, màu trắng nè, rồi màu đen nè, màu đỏ nè, rồi màu xanh nè, thấy chưa? Rất là tuyệt vời đúng không? Không có gì để bàn ha. Rồi bây giờ thì như sau, thưa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Bây giờ mình sẽ mở về cảm ứng thì các bạn sẽ thử là về hình ảnh nè. Mình mở hình lên thử ha. Đây, zoom lên nè. Các bạn thấy không? Rất là mướt. Nếu như chúng ta đang xài về Photoshop, chúng ta đang xài về Corel, thì mình hy vọng là nếu như các bạn xài Photoshop và các bạn cần hình ảnh về trung thực, thì đây các bạn có thể lướt nè. Đó, có thể là show hình cho khách hàng xem. Rất là tiện lợi đúng không? Rồi, clip ở đây là cái gì, là mình sẽ đóng gói và gửi cho khách hàng anh Huy ha. Đó, mình sẽ tắt máy đi. Tắt máy thì các bạn lưu ý nè, chúng ta phải tắt hết đèn đi. Lưu ý ha. Tắt hết toàn bộ đi rồi chúng ta mới gặp lại máy. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng gói và gửi cho anh. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng gói nè. Đóng gói vào máy thì đây là mình sẽ đóng vào một cái túi bóng nè. Thấy chưa? Tránh hình tượng nước vào. Rồi, cái nữa là mình sẽ cho vào một túi chống sốc. Chống sốc. Túi này do túi nhỏ hết rồi, mình sẽ cho túi to luôn. Kệ, để cho an toàn. Rồi, tiếp tục nữa các bạn xin thấy cho vào thùng mút. Cái như thế này. Thấy chưa? Thùng mút đây. Đó. Đây là mình sẽ tặng cho vị khách là một cái khăn sạc Ovan. Đây là anh có yêu cầu lấy sạc này tốt hơn. Đó, phụ 200. Một cái lót chuột. Một con chuột. Rồi bây giờ là mình sẽ đóng gói và gửi về cho ngoài Hà Nội. Ở đây là mình sẽ bọc lại kính mít ở đây luôn ha. Rồi, clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Mọi thông tin thắc mắc các bạn liên hệ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Cô Bắp ạ. Đây là tem của mình đây. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.